Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự Wepath. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những loạt tin chính đáng chú ý trong tuần vừa qua sau đây. Trước tiên là cuộc chiến giữa S-35 và S-36. Sau một vài những cái lời đồn đoán về sự khó khăn của S-36 sau khi để một loạt các boss đã phải rời bỏ máy chủ S-36 đến với máy chủ S-37 thì thực lực của S-36 đã suy giảm khá nhiều. Có một vài nhận định trước các cái vòng đấu diễn ra cho rằng là S-35 có thể sơi tái được S-36, nhưng thực sự cuộc chiến ở trên chiến trường lúc này nó xoay đổi rất nhiều bởi vì có sự góp mặt của FWZ là một cái clan chủ lực của S-36 đã gánh team cho cả máy chủ này để đem đến sự chiến thắng cho S-36 trước các đại diện rất mạnh mẽ của S-35. Và như các quý vị và các bạn đã nhìn thấy, đây là chiến trường ở máy chủ này đang diễn ra rất là ngổn ngang khi cuộc chiến diễn ra khắp nơi, các hoạt động xây dựng và đốt phá diễn ra khắp các mặt trận. Đó. Và cục diện cũng đã an bài khi tất cả các đối thủ của S-35 đã phải quay về City 3 để tiến hành bảo toàn lực lượng, hẹn chờ cho mùa giải mới sắp tới. Phần tin tiếp theo liên quan đến cuộc đụng độ giữa S-19 và các đối thủ đồng minh. Với sự xuất hiện của kèo đấu 19, 20 và 22, nhiều lời đồn đoán cho rằng là cái chiến trường này sẽ diễn ra không mấy thú vị bởi vì tất cả những clan ở trong chiến trường này đều là đồng minh lâu đời của nhau. Và hầu như là các hoạt động xây dựng và đốt phá diễn ra trong cái thời khắc hòa bình. Còn lại thì các diễn ra các cái trận đấu giao hữu để nhằm giải quyết cái tình trạng nhàm chán của chiến trường này. Về món quà cuối cùng, đấy chính là tòa thị chính của San Francisco thì vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của nó. Nhiều đồn đoán ở trên các trang báo điện tử là Wepath Việt Nam cho rằng là Liên minh Top sẽ là người nắm giữ tòa thị chính cuối cùng. Trong đó là Mass sẽ là người nắm giữ các cái điểm danh tiếng để tăng điểm danh tiếng cho liên minh của mình. Hiện tại thì đối với cái chiến trường này thì cuộc chiến đã tạm dừng. Có lẽ là cũng không có nhiều sự kiện diễn ra trong cái chiến trường này lắm. Rồi, phần tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay đấy chính là những vụ lùm xùm liên quan đến các clan của S-17 và các clan của S-21 trong cái chiến trường huyền thoại số 0064. Khi các bên cho rằng là bên đối phương đều là những người có lỗi và chúng ta sẽ xem cục diện của chiến trường này nó như thế nào. Trước đây thì bản đồ chiến trường này nó đã không như thế này. Mà thay vào đó là VF17 đã sở hữu toàn bộ cái phần khu vực bên trong này. Và do một vài cái xung đột liên quan đến lợi ích cá nhân của từng clan mà dẫn đến sự xung đột và lật kèo. Nhiều bên cho rằng là CFT của S21 đã lật kèo. Và bên CFT thì lại cho rằng VF17 quá tham lam dẫn đến là hai bên xung đột. Khi mà các cái đầu nóng không thể giữ được bình tĩnh thì đã xảy ra những trận đụng độ rất lớn ở trên chiến trường này. Và như anh em và bạn bè thế giới có thể nhìn vào chiến trường này, chúng ta có thể thấy được rằng là S21 đang chiếm thế thượng phong của chiến trường khi đã tiến hành lật đổ được VF17 ở khắp các mặt trận. Trong đó là S23 thì cũng không có động tĩnh gì và S11 thì cũng vậy thôi, cũng không còn động tĩnh gì nhiều lắm. Đó. Về nguyên nhân sâu xa của chiến trường này nó đến như thế nào thì có lẽ là phải chờ anh em ở trong cuộc chúng ta cùng chia sẻ thì chúng ta mới có được những cái nhìn khách quan và hơn về cái cuộc đấu của cái nội bộ của server này, của cái chiến trường này nhé. Rồi, phần tiếp theo của chương trình là chúng ta sẽ chuyển sang mặt trận phía đông liên quan đến các chiến trường của Moscow. Cụ thể là chiến trường giữa máy chủ 38 và máy chủ thứ 37 mang mã số 0134. Về chiến trường này thì có lẽ là không có nhiều thay đổi lớn khi mà S-37 đã nắm thế thượng phong ngay từ những giai đoạn mở đầu của cuộc chiến khi mà sở hữu một loạt các boss được di trú từ S-36 cũng như một vài các member của S-38 chạy sang S-37 khiến S-37 đã có khả năng là thống lĩnh toàn bộ mặt trận của chiến trường này. Và hầu như tất cả các clan của S-38 thì hiện tại đang nằm ở trong safe zone để chờ farm. Còn lại các cái phân vùng của S-37 đã được chia xong miếng bánh của bản đồ này rồi. Vậy là cục diện của chiến trường này đã không có gì thay đổi. Và điện Kremlin chủ nhân của nó đã được xác định chắc là SUSL của máy chủ thứ 37. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải gặp lại cái chiến trường 37, 38 và 35, 36 sau này để cùng xem là cuộc đấu của họ diễn ra như thế nào. Ok. Xin mời quý thính giả đến với chiến trường 5vs3 giữa máy chủ mới và máy chủ cũ. Trong đó phe máy chủ mới là những máy chủ đến từ 25, 26 và 27. Đại diện BR24 của S24 và BR25 của S25 cộng với G27. Ở trên chiến trường này chúng ta có thể thấy cục diện 3 đấu 5 nó vẫn rất là cân bằng cho cả hai bên.
không có bên nào nhỉnh hơn cũng như là bên nào yếu đuối hơn. Cách đây khoảng độ 5 ngày thì cái cuộc chiến diễn ra ở cái phần góc 12 giờ của bản đồ, và sau đó BR24 đã lấn sân vào cái pháo đài này. Đấy, nhưng sau đó bên phe 5 đã tiến hành chiếm lĩnh và lấy lại được cái phần kiểm soát của pháo đài, dẫn đến là BR24 đã phải xây sang cái cánh cửa đi vào nhà máy vũ khí mà có lẽ là được phân chia cho Red của S19. Hiện tại thì cục diện của chiến trường này có lẽ vẫn còn đang rất ngang ngửa và đang rất cam go, bởi vì vẫn còn sự tranh đấu giằng co ở tất cả các mặt trận. Các nhà lãnh đạo cũng như là các cái nhà chiến thuật đang vẽ ra rất nhiều các cái bối cảnh cũng như chiến thuật khác nhau để có thể lật kèo hoặc là chiến đấu đối với đối thủ của mình. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ xem cái mặt trận này nó diễn ra như thế nào ở trong các video clip lần sau. Ok. Rồi, phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì mời anh em ghé qua cái chiến trường vàng số 10128 giữa hai cái đối thủ truyền nhân truyền kiếp của chúng ta là S18 Hun và S13 HHK. Ở mùa giải San Francisco trước đây thì nhiều thông tin cho rằng là S18 là Hun đã có những màn đi tìm lối đi riêng để đưa em đến thành công là chủ của Townhome ở San Francisco. Và như các quý thính giả có thể thấy là duyên và số phận đã đưa đẩy hai clan là Hun và HHK lại tập trung trong cùng một chiến trường. Sau một số thông tin tình báo ở mùa giải trước cho rằng là Hun đã là những liên minh đi tìm lối đi riêng để làm chủ Townhome ở San Francisco, thì tới mùa giải ngày hôm nay là liên quan đến mặt trận phía đông là Điện Kremlin, thì các clan của HHK là S13 đã có sự chuẩn bị tâm lý rất lớn và đã có sự chăm sóc rất kỹ lưỡng đối với liên minh đến từ S18 này. Và như hiện tại là quý thính giả có thể nhìn thấy ở đây là liên minh S18 là Hun đang xây rất lớn ở trong phần safe zone. Còn lại thì cục diện của bản đồ này thì cũng không có gì thay đổi lớn lắm khi phe 13 và phe 15 đang chiếm lĩnh toàn bộ mặt trận của chiến trường này. Còn phe còn lại thì hầu như là nằm ở trong safe zone giữa S5 và S18. Đúng không? Thì đều nằm ở trong safe zone rồi. Có lẽ là đối thủ truyền kiếp năm xưa của HHK đã được trả trọn vẹn ở trong cái mùa giải này với một cái kèo đấu rất là công bằng. Đúng không? 4v4 để tìm đến sự khách quan cũng như là danh dự cho các cái liên minh. Rồi, trên đây là một vài những thông tin chính liên quan đến Warpath được cập nhật trong tuần vừa qua. Hẹn gặp lại quý thính giả ở trong các bản tin lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.